Không, còn xin nghe hả? Rồi, ok. Rồi. Ông chơi chưa? Rồi. Bỏ vào một. Hai ba. Rồi xong rồi đậu chân. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn nha. Chào bạn nha. Chào bạn luôn nha. À, các bạn ơi, thì đợt trước anh em mình có mà chơi trò chơi ở trên cái võng đó bạn, thì có được một số bạn bình luận là kêu anh em mình căng hai cọng dây, rồi mấy anh em mình sẽ thử thách đi trên hai cọng dây đó nha bạn. Thì hôm nay anh em mình sẽ tiếp nhận lời bình luận của các bạn là anh em mình sẽ đi trên hai cọng dây nha. Đây là hai cọng dây dù anh em mình đã cột từ cây này qua hai thằng cây bên kia nha bạn. Anh em mình sẽ có một cái thử thách là anh em mình sẽ đi trên hai cọng dây này, đi bằng giò và bằng hai cái tay là đi trên dây chứ không được đu dây nha bạn. Cái đó bò như con chó ơi. Đi mới chịu quá. Lỡ ta vuột rồi hai là ta đu dây là cãi mới được nha. Không được, nếu mà mình vuột xuống rồi là hai tay nó không che cái giò không đây là thua liền. Tôi với ông là chắc thú là thua vàng. Xem không không vậy vậy cái thua liền nha, tại vì mình thắng là khi mà mình đi từ cọng dây này đi qua tái bò bên kia là mình còn nằm trên cọng dây chứ không được đu cọng dây. Mà biết là đi đến giữa chừng mà nó rớt xuống mình hai tay nắm được cọng dây đồng thòng là cũng dám thua. Đâu làm thử rồi. Lên tao làm thử cho quen. Lên đi tao. Bỏ đi tao lên, tao lên cây, tao làm đi nướng đậu. Nói chung thì cũng thông qua clip này cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và bình luận để mà tiếp thêm trò chơi cùng anh em mình. Anh em chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha. Thì đây bốn anh em mời ra anh em giúp ra trong quay phim chơi nữa. Ok. Phải chơi nữa đậu. Không chơi nó không bước á. Không chơi lỡ đang đi. Ê, đang đi không có cắt dây không anh? Cắt cái tay em cắt cái mặt sao? Nào chơi chơi nào chung cho đậu. Không cắt té đập mặt vô đây cái bố quá đâu được. Ờ, uy tín. Là hôm nay năm anh em mình sẽ cùng thể hiện nha bạn. Thử coi ai sẽ là Justin Boy chính hiệu nha. Ta mấy vòng. Chơi một vòng ha. Ít quá vậy. Một vòng thôi, tại vì năm người chơi thời gian rất là lâu không? Năm người lên tới cho con dây, đứng ngay con dây rồi là bấm giờ. Thời gian của ai mà đi trên con dây qua tới đầu bên kia xuống đất được mà ngắn nhất là người sẽ thắng 500k tiền thử từ tao. Đơn giản nhẹ nhàng hơn khỏi. Chỉ có một lần trong đời không? Một lần. Ok không? Thôi bây giờ tính vậy đi ông ơi. Sao? Thắng thắng chắc bố rồi. Thằng quan lần được 100 ngàn. Quan lần được 100 ngàn năm thằng qua rồi. Rồi tới chiều luôn đậu. Không đi tới sáng. Hết tiền nghỉ. Ờ đi tới sáng luôn. Đẹp vậy. Một vòng duy nhất. Cái thời gian của ai ngắn nhất người ta thắng. Ok. Chỉ có một vòng hả? Một vòng thôi. Tại một thằng đi một vòng thôi. Thời gian nào ngắn nhất là thắng, tại 5 người là người chơi 5 vòng rất là lâu. Ok. Té ghê sắp bật lờ nữa. Thì té sắp bật lờ nữa. Okay. Tôi đi tình nguyện đi chó cai chứ đi. Rồi chắc ô lắm. Chắc rồi bây giờ quen nào. Thằng nào ra trước thì lên dây đi trước vậy thôi. Rồi. Chúng là các bạn muốn thắng trò chơi này. Kinh nghiệm đó. Nó như thế nào thì các bạn cứ xem clip này các bạn sẽ rõ nha. Bây giờ anh em mình sẽ u quế để chọn ra cái người đi trước là đi sau đi giữa nha bạn. Coi sẽ heo đi dây. Ra trước đi trước nha. Thương chè. Chưa. Dây. Cái đỏ xanh gì mà đen chứ vậy? Lỗ bảy trời. Ba con bà nó có con bảy không làm lỗ bảy nữa. Ồ quá. Đi trước gặp nhiều mà. Hồi nãy bốn mình đen. Bốn mình đen thui. Rồi bị đông vừa đua. Cái lần này cái bốn mình đen thui cái mẹ dân. Rồi. Tôi cũng tính mấy ông vẽ kẹo theo luôn. Vẽ là luôn nhé. Rồi lên dây đi trước nha. Rồi tiếp tục nha. Ồ quá. Rồi thắng đi chót. Ra đi chót nha. Ồ quá. Ồ quá. Ồ quá. Ồ chưa bao giờ đừng sợ đi trước đi trước như lúc này đó, vậy là luôn cho em người lên dây đi trước nha. Rồi tới mình xong rồi tới gan tới vàng và tới quy viên là một cây cầu dừa 500k các bạn đó. Cây cầu dừa 500 thời gian của ai mà đi trên dây mà qua tới bên kia sớm nhất là nhận 500k tiền thưởng này nha. Chỉ một chạy thử duy nhất nha. Ok không? Rồi dứt mà lại lên xe lên xe lên trước đi. Xin bôi chứ thiệt hả? Mời ông lên trước. Ta lên nhảy. Ta lên nhảy tép thử đi. Ừ lên tép đi men. Các bạn coi chở đâu cây nè. 500k nè, ai nè, cho mình thấy 500k. Hết đi, hết đi, hết đi. Ok. Ây da. Dạ. Dạ. Rồi rồi. Đậu, nhanh dây ngay chứ lại. Vậy dạ. Vậy dạ. Đây, tự thường nhận luôn. Được nha. Làm gì? Vậy là mày phải liên lạc. Liên hệ với bà, bà cái mạng ba đời. Ba đời, ba đời tôi vị trí. Thôi. Không chơi gì đâu em. Ai lại đi?
Ai chơi vậy? Rồi, lên. Anh em mình đã dọn gà xẻ cậy vô đây chơi các bạn, không có gì chơi nha các bạn. Hồi nãy mình có thấy các bạn thấy mình dùng hai chiếc lên, mình gà mềm không? Là không còn miếng mềm nữa chứ. Mình gà chơi luôn rồi. Rồi, rồi Lùng là người đầu tiên các bạn, chỉ có một lần nhất nha Lùng. Là đứng đàng hoàng xong nha. Tiếp nha, tiếp ra mất giờ luôn nha. Ê, ê, chưa đứng. Rồi chưa? Sao mày không bẹt cái giò đứng bên đây và cái giò đứng bên kia đi lui. Đi lui ông tao mà không xuống giọng hay không? Ok ok ok. Kêu hồi đổ. Rồi chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi chưa? Gì mà gung dữ thằng vậy? Bỏ bộ đi chừng nào được thì bắp giờ chứ. Rồi chưa không? Rồi. Tắt rồi. Một, hai, ba. Rồi. Rồi, có kinh nghiệm rồi nha. Sang nhỏ vậy? Gì mà ngu vậy? Gì mà ngu vậy? Rồi. Hay. Ôi dễ rồi. Dễ ăn vô mà thôi. Ôi dễ ăn tiền chứ trời. Rồi, ô, đây. Ờ, quên. Một phút 3 giây. Rồi, chỉ có một vòng thôi nha. Trời ơi, trời, ông Lùng có uống mấy ký, ông tắm mấy ký, ông lên cùng chị. Rồi sao tính quen chạy? Rồi ông chơi chưa? Rồi. Rồi phải không? Một, hai, ba. Rồi xong rồi đậu chân. Rồi xong rồi đậu chân. Lỗi nha. Chào lỗi nha bạn. Cho lại đó. Ừ, cho luôn. Nãy mình là đầu tiên chưa kinh nghiệm này. Đậu chí luôn. Cái đầu nha. Rồi cho lại đi, quy tính luôn. Không có đủ luôn hả? Tại vì nó dập con trứng là còn trứng. Rồi đi hôm nay chó dùng luôn rồi. Dùng rồi lấy dùng rồi. Người nào càng đi chót càng dùng cái chịu. Bị chỉ nó gì không chỉ. Đâu ông ơi, ông chỉ nó mà đại bị chỉ. Thôi lên nè. Rồi. Tiếp tiếp chơi. Chẳng quá. Các bạn thấy heo leo cây chưa các bạn? Rồi. Heo nhé tí. Ông đừng giống như ông Lùng nha. Rồi. Rồi chưa? Rồi. 1 2 3. Rồi sao đi được? Rồi.
Ngồi đi. Đúng, đúng. Đúng, 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 đúng. Trời trời. Đâu. Rồi. Bạn cá nè. Đi được rồi nha. Rồi. Chưa. Nè. Đi đâu vậy? Ê, ông cái hãng này bà chạm hơn cái rồi rồi chưa 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 chưa. Bây giờ tiếp trước bỏ ra tiếp. Đi dạo quá. Rửa đánh lên. Ok. Ờ đúng rồi đó. Rồi chưa? Con sẽ thấy. Đã chưa? Từ từ nha. Từ từ nha. Chị nào là ok là bấm dạy nha. Rồi chưa? Gì thế đẹp quá. Ok chưa? Ok bấm dạy nha. Lâu không? Ok nha. Gì vậy? Đi hồi chắc đứt lội lợi. Đứt đâu mà đứt. Đi hơi bị ngon luôn. Con heo trăm tấn mà chưa đứt. Giống ta mà chưa đứt. Ê chắc lộn quay quá không rồi. Rồi chưa? Ê. Gì không nội? Qua là bấm giờ đi nha. Bèo đi đen này dữ trời. Ở ta nằm dưới đó rồi ta nằm trượt qua bả luôn. Ừ nó trượt qua cắm đầu đây luôn. Rồi sao? Rồi sao? Tôi thở chảy sắp mũi. Chảy sắp mũi thì mình lấy sụn bò gắn vô. Sao kỳ vậy trời? Ủa làm cho mày giỡn trời. Khỏi ăn nha bạn. Rồi chưa? 1 2 3. Rồi ta ngồi đó tôi chờ con hỏa luôn, giữa hầm lọt. Cái gì vậy? Cái gì? Ủa, làm chị bay lên đi chạy. Chị bay lên. Ủa, người nhảy làm sao ơi? Người nhảy nhanh. Người nhảy. Người nhảy. Hết đó hả? Bà được hôm nay. Trời. Trời. 1 phút 5 giây, 45 giây chứ. 45 giây đó. 45 giây. Tới lùng tới là mày hơn lùng 42 giây. Ông lùng 1 phút quá, cho tính nãy chưa bấm là 1 phút quá. Lùng hạ nó bao lội với bạn. Bây giờ căng thẳng lại để cho nhà Quý Phiên đó nha. Vàng. Quý Phiên. Được chót. Rồi Quý Phiên cô lý. Rồi bây giờ tôi nghỉ chơi. Đen đã bị lùng hạ nó bao. Đen là 1 phút 45 giây, lùng nãy chỉ có 1 phút thôi. 3 giây hả? Tôi có chơi đâu tới tôi. Vậy hả? Thôi tao chơi thấy mà vậy. Ok, bây giờ vàng sẽ ra xe nè. Gasibo lên xe nha. Bỏ lên. Đậu không đi chơi lại vậy ơi, giữ lại té. Có té đây mà. Tao lắc tay mà ông khùng. Giữ lại. Bạn có té đây hả?
Ừ, anh không mượn, không mượn, tao không gọi lên. Sao mày lên? À, tao không mượn. Tao mượn, tao không mượn. Mượn nguyên thủ tao làm gì mày? Đưa tao cầm hỏi tao thủ để thèm. Đủ quá. Chứ có quá trời. Thôi để cho đu lên rồi. Đủ. Đủ. Khỉ leo cây. Ừ. Cái chân dưới sần không nữa kìa. Ờ, đi cũng dây bú luôn. Được không? Ông đi ra tôi rồi, đỡ chân rồi. Em chưa? Đi hết trời. Tao con tay. Mày lên đâu đi? Không, mày tao bự con cảnh luôn à. Để nó buồn hết con. Không. À, mình tới con được. Ừ. Tại gì đó ca? Mà lên luôn nè. Thấy không? Có thật không? Đó. Rồi rồi. Trần viết phát liền sao? Không sao. Rồi 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 rồi. Làm khoan nghe nha. Rồi sao? Rồi sao? Một khoan nghe nha. Chưa chưa nha. Có tiếng là tưởng con. Trời, tiếng là thương. Rồi chưa? Ôm dây rồi đi. Chưa quần. Có tiếng là tưởng con sao vậy? Chưa. Tại định quay ra ngoài vậy? Có thằng giả không? Vậy, có thằng giả không? Chuẩn bị đi sương mũi. Chứ trời. Rồi, gái vào đầu bật cửa. Rồi, bật cửa sao nè? Không nữa nè. Giống đèn nữa trời. Đổi tranh nữa lâu lắc chứ trời. Lâu lắc nãy tao bao nhất lên là liền luôn. Ủa không á. Rồi chú đi ra ngoài em khúc vào đó không nào. Cái gì làm vậy? Cái gì làm gì vậy? Ủa chứ. Rồi vô. 1, 2, 3. Ơi. Ôi dám mua cây. Mua cây trời. Mày mua cây đâu? Mua cây đâu? Ủa, 10 giây cái rồi. 10 cái đèn đó, 10 giây đó. 30 giây rồi. 30 giây rồi đó. Chưa mua cây nữa. Cây nữa ai 10 giây. Còn cái tiền làm gì? Coi sao đi mày. Coi sao đi mày. Rồi sao đi mày đó. Không còn chặt cái màu qua tao bảnh khỏi. Đúng. Rồi đi làm gì vậy? Chim gì 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 vậy? Ừ, cho con hỏi nha. Nãy nó chưa đi được. Ừ, chưa đi được. Nó có hỏi luôn. Rồi. Nãy nó chưa đi. Không có hẳn nha. Không. Chơi hứa hẳn phụ. Bảo lộn kìa không. Chơi hứa hẳn. Không hẳn luôn. Ok. Tại vì lần này dạ chưa đi được bước chân nãy ra. Ừ. Không rồi nó đi chạy. Còn có mà chơi sàn gạo hả? Rồi. Để nó luôn sao. Chơi gì nè. Ủa sao mày có một gian chưa chạy. Mặc cái đen chạy. Đâu, bỏ mặt. Cái đen chạy chạy chạy. Đó, đá bé. Mấy thằng chanh luôn. Lên đi ông thầy. Bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên. 1, 2, 3. Rồi, chân chân nữa. Đi hồi công gia dắt tôi bú luôn quá ông nội. Mày cứ bế nha. Mặc phòng quy tính chứ đi. Ông lụng không, ông lụng không, giải nhất ông sung sướng như trời. Ông hết lo rồi đó. Rồi chứ. Rồi tới đó thôi chứ. Rồi 1, 2, 3. Lần này làm cuối cùng nha. Hết rồi hỏi nha. Bạn nạ cái ơi. Sao con dám mua cái hả? Mua cái ra té. Nữa là chàng gạo nữa hả? Hai chân đùng. Em nói ai cái gì ta? Ủa đâu? Lên lên từ từ ra đây. Mày chạy. Con hết cuồng thiệt rồi đậu. Lâu. Cháu ơi lâu. Lên chứ tốt ta. Rồi làm gì? Làm cô lông vậy? Ngồi chơi luôn vậy? Rồi làm gì? Làm cô lông á. Nhích bước nữa à. Bước hả? Bước 10 giây đó tính tới. Bước 30 giây á. 30 giây tính tới. Rồi cháu. Em đừng tắt đít nha. Ủa cộng dây luôn vậy? Đi kiểu thóp luôn nè. Rồi mày. Đố. Ê! Ý bà đi chỗ này đi chạy. Ê! Đi chạy đi. Đi chạy đi. Dạ cái này dạ. Đá hội gì vậy? Ê! Đá hội gì vậy? Đá hội gì vậy? Đá hội gì vậy? Này làm như con gà. Ủa mày làm gì vậy? Mày đang ẩy vậy? Mày đang ẩy trong hầm bô vậy?
Chọn anh luôn. Đi 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 luôn. Ủa quậy luôn, quậy tiền nha. Đi cái gì hả? Tại sao nó bự quá? Ở từ từ thử ra mà. Đi cái gì hả? Chị Spiderman quay lại. Đang ngồi trong cậu quay lại. Mọi gì cho quay ông lên đó quay lại. Em. Đi cái gì hả? Đó đây. Ủa đang muốn dẻo cho chục giây gì không nội? Mới có 50 giây à? Không sao. Giữa rồi, chơi rồi vậy? Ô, không sao, nó giữ không sao, nó giữ đây. Đứng lên dựng không kia. Hai tay dựng con dây rồi hai. Hai tay dây đi. Mày chưa hết rồi rồi. Mày chưa tới mà. Rồi, thôi, 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 thôi. Bây giờ tao quay phim nha. Đúng rồi. Bây giờ chỉ còn lùng là đang rồi. Nắm tỷ số là 1 phút lẻ 3 giây. Rồi ok. Còn bây giờ là còn quay phim nữa. Ok. Xong rồi á. Giống bà chỉ cầm tay. Mày không biết đi mà. Mày tiếp đi không? Để lết qua bển luôn được rồi. Mày lết từ đó nãy là 7 phút rồi đó. Cái nữa. Ông đi có qua tới bển không? Tao không tới bển nhưng mà tao cũng nhanh mày. Nghèo chỉ không tới bển được. Mày đi mấy bạn giữa mày ngồi đó luôn mày ngủ luôn cái gì vậy? Lết. Lắc thì chơi nè. Ông. Ừ chơi ông mắc giống á. Chơi với ông mắc giống rồi đó. Chơi dữ đó cả. Nhìn đây. Chụp cuối. Chỉ hay nè, cho lên, chỉ hay nè. Thường thường mấy cái nhân vật mà VIP VIP là thường thường mới cứu mới xuất hiện bạn. Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. À, chỉ nè. Đúng, đúng. Rồi mời lên xe. Chỉ, lên. Bắt mày. Ông biết con gì không? Gaxi Boy. Đúng. Mèo. Con mèo. Con mèo đó đúng đây. Con mèo leo cây nè, mày leo dây. Con mèo. Nè, nè, nè. Nè, biến cho con cái nè. Chuyện nào ông tôi thân rồi. Đó. Tôi đâu cần lắm nha. Rồi, rồi, đúng, 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 đúng. Đâu, không, tôi diễn cho ông câu luôn. Rồi, đúng, đi gọi đi hai ơi. Rồi chưa? Bữa nay cho mày té, bữa nào đậu trên cung kìa. Đi bơm môi lại nè. Chưa dài, 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 dễ không ơi. Có cái đậu nó cung mà. Cái gì mà cung đi? Chụp cái gì? Chụp mẹ đi bơm môi lại nè. Có cái đậu cung mà. Cục chơi đậu mới lắc rồi, cục chơi đậu mới lắc rồi. Cục chơi đậu mới lắc rồi. Mà nhìn em giống mặt cái bộ chưa đang từng ngồi trên cung dây nha. Chụp cái chồng rồi. Cục chơi đậu, mua chung di động. Chụp cái chồng cười. Cái chồng cười. Ai chồng cười vậy? Ai chồng cười nha? Ờ, ai chồng cười. Đi đi, tay là cười 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 tăng vô cung nha. Gì mà cái chân cái gì quậy con hôm nó quá hấp phải hai trò hai dung thì đâu bộ tối thì bánh lào vậy hôm chút cát bữa nay thế nào phải cho nó té bữa mới được nó chưa mua lưỡi cây nữa kìa tôi giống như cục trai không rồi rồi đó rồi sao tôi cũng tay kia lên đi chuẩn bị hai xe giấc mơ đâu lên đâu hai xe bây giờ buông buông nè gặp chú Bia luôn nè. Rồi. Yeah. Ôi, yeah. Ôi, ôi. Ôi, đang ngồi ấy gì vậy? Để đang ngồi á. Để đang ngồi. Để tao. Đang ngồi trên toilet. Đang nghỉ, đang nghỉ, đang nghỉ. Phải ngồi đó, ngồi trên toilet, ngồi cái đó là sai nha. Ngồi đó hơi sai nha. Cái đầu. Ngồi phải chỉnh, chỉnh nó chút luôn. Cái đầu. Mày làm gì? Mày đứng chọc tao ơi, đậu không? Mày đứng chọc tao ơi. Mày chỉnh hết chút luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, ngồi sai thôi. Mày ngồi ngồi hơi lâu á nghe bên. Mày nghĩ chưa? Chọc con. Mày giải quyết xong chưa? Có đem dây vào chuột không? Mày nghĩ chưa? Có đem dây vào túi không? Mày chỉnh luôn vậy? Mày con dừng ướt cái kìa. Tiêu, 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 tớ lắc nghe từng á. Mấy xe lúa vậy? Chắc mẹ. Có đi được rồi, có đi được rồi. Đừng có dọc coi đó. Ai cần cự vậy trời? Ai cần? Cứ mình lên cự đây nha, cự đâu? Ai cần? Ai đâu cự? Đúng không? Đừng có dọc coi. Rồi sao vô, rồi vô, đổi cái nào. Vô gái vô. Đừng có dọc coi. Rồi nè, mới uống đi. Rồi, uống nó dắt đi. Tao buồn kẹo nè. Đâu uống? Tao có, lấy giấy chùa đất mệt. Nó thích rửa, nó thích rửa. Tính là cây rửa luôn á. Rửa đâu?
đó, con nhóc hoài. Mày mày có chùi, mày lấy con dây mày cò. Sao mày con ca, mày ca đứt vô con dây sao con à? Cái đầu nhớ mày ngậm bông nước lên mày không gì nè. Đừng có chọc cười đâu. Đừng có chọc cười đâu bụng nó rồi. Mày làm gì vậy? Mày bắt mày vậy? Đi ra không được mà đi vô không được, cái làm gì vậy? Ủa, ông dở không thôi. Ờ, dứt hả? Đúng thôi nè, cấm đậu dưới nè. Chuẩn bị đi ba mũi luôn nè. Nè, chuẩn bị cắt chỉ luôn nè. Tên kiếm gì đó hả? Kiếm tay dịnh này vậy? Sao vậy? Trái lại, trái lại. Trái lại. Quơ tay cái, chụp cái này vậy? À, dớ nãy tao chạy chứ. Nó mấy phút à, đây. Mới có phút bữa à? Sao? Đúng rồi, coi không rồi. Cái tắc gì vậy? Ở kiếm ơi. Có té ơi. Có té. Ôi, có mày ơi. Anh mày mà chưa kinh nghiệm không? Giờ cho. Ai nãy đó, ai được hai lần chưa đó. Cho lại lại cái. Ừ, đúng quá ơi. Cho cái nữa đó. Ừ. Nghe có làm lại nè. Ừ. Cho cái nữa đó. Lên 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 lên. Giờ cho bà một cơ cuối nha. Là công bằng đó. Ờ, công bằng hết nha. Cho mày cơ hội đó. Sao mặt mày sẽ lẹ? Rồi rồi lên luôn. Cho cơ hội nữa đó. Hai giò một cọng dây, hai tay cọng dây. Đi phải luôn. Đi phải luôn không? Ừ. Rồi đi cọng dây luôn đó. Ok, lặp lại. Ừ, đúng vậy nha. Một bằng nha. Sợ không lắm. Ừ. Lần này đó, lộ luôn giá kẹo nha. Đúng vậy nha. Một bằng thôi đó. Lại nha mày. Một bằng một nha. Rồi, đi. Rồi. Dứt. Một, hai. Bắt đầu chưa? Đó mà, tự mày mày bới đó nha. Lực nó sinh nó nha. Hai cái phụt giò mày, hai cái phụt cái gì? Hai cái phụt. Phụt. Cái gì đó? Có xài phụt luôn liền. Phụt liền, phụt liền, phụt liền. Ông. Ông. Ông có thèm. Ông nãy giờ tao, nãy tao đóng trước không có ông mày ông. Có ông. Ông. Ông gì? Ông. Ông đâu? Mày lâu hết đi. Chính tay tôi rồi. Chính tay tèm nãy ta. Đi bố trời. Ông. Không kìa ông kìa. Đâu đâu. Mày chuẩn bị ông nè. Đủ đủ. Đủ hay vậy trời. Kìa kìa con ốc đâu. Ngồi ngồi ý đổi kiểu gì vậy. Ông trong quần kìa. Kìm hết hồn kìa trời. Hôm nay. Kìm nó đập vô nhé. Kìa kìa. Làm gì? Ai cho ngồi. Ai cho ngồi. Ai cho ngồi. Đó tại đó mà đi mừng tay vào giò mà kiếm ngồi mừng hết. Không đánh luôn á. Ờ mừng bánh đi. Ờ. Anh. Mày đi, nó đứng rồi mày đi, mày làm gì vậy? Nói gì, đi đi. Mày đi, nó mới mau, mày đứng ở đâu lắm. Đi đi ơi. Đứng đi gõ xe, bắn cái đeo kìa. Ủa. Vậy đi đúng không? Khóc luôn. Nani. Tôi bắn nha ông chị. Tăng cái quần. Lúc đầu 3 phút. Vòng đầu tiên ha. 3 phút. Phòng sau 1 phút mấy. Cậu không. Con trai ta đâu. Con đâu. Cái đầu không mình bị không. Chơi xấu lắm bạn. Thôi mình thắng rồi nha bạn. Tăng cái quần. Mình thắng rồi chị rồi. Mày thua cả bé nữa. Lội nha bạn. Cái đầu không đi có vậy bạn hả. Ôi. Sao phút. Sao phút à. Sao phút hả? Ừ. Cái quần gì sao phút? Ủa tao 500 nghìn đâu ta? Biết rồi. Bắt tiếp rồi. Mẹ giớt tay giớt rồi. Ôi ôi ôi. Sức mạnh sao luôn. Lâu lâu lùng mới biết được cái nói chung ra là cuộc chơi hôm nay là khu lùng cà lem thắng nha bạn. Tại vì là không có ai mà có thể địch thủ lại lùng cà lem cho nha. Ôi địch thủ. Không có. Bữa nay là không ai địch thử bằng được lùng cà lem. Bữa nay lùng cà lem là người chiến thắng nha bạn. Lùng lại có 1 phút là lẻ 3 giây. Còn mình nãy có 3 phút lẻ 7 giây nhiều kìa. Ờ. Tôi có 30 giây nhiều. Quay phim có 5-9 phút rồi. Ờ tôi. Thì trò chơi hôm nay cũng cảm ơn tất cả các bạn đã góp ý cái trò chơi này cho anh em mình nha. Nếu tất cả các bạn có những cái trò chơi hay những cái thử thách gì mà muốn góp ý cho anh em mình thì các bạn cứ xuống phần bình luận, các bạn để lại một lời bình luận để giúp anh em mình có thêm những trò chơi mới hay là những thử thách mới nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.
Còn đây là phần thưởng 500k của Cú Lùng Cà Lem. Hay hay hay. Nói chung thì trò chơi hôm nay anh em mình sẽ kết thúc tại đây. Chúc cho toàn thể tất cả các bạn xem clip này được vui vẻ và nhiều sức khỏe. Khi anh em mình đã chơi trò chơi thì anh em mình đã dọn sạch cây cối và đã bảo toàn sức khỏe cho anh em hết, anh em mình mới dám chơi nha bạn. Bởi vậy các bạn có coi clip này có gì đó hay nguy hiểm thì các bạn cũng thông cảm nha. Anh em mình đã lường trước thì việc những cái nguy hiểm hết rồi nha bạn. Cũng cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Còn bây giờ chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.